Hiện nay, việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là việc đeo khẩu trang tại các địa điểm bắt buộc chưa tốt. Qua công tác kiểm tra cho thấy, vẫn còn nhiều nơi, nhiều người chưa chấp hành, điển hình như tại phố đi bộ, tòa chung cư, các khu chợ. Đặc biệt là công an thành phố, hôm nay đề nghị anh Hùng về có cái văn bản quán triệt trong toàn ngành công an, tăng cường công tác kiểm tra, tăng cường công tác xử lý vi phạm trong toàn ngành. Đề nghị công an quận, huyện, thị xã, công an xã, phường, thị trấn cùng với ban chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Ở thành phố thì báo cáo ông chí đã có quyết định số 4966 ngày 4 tháng 11 năm 2020 là thành lập 5 đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo thành phố. Thì báo cáo các ông chí là 5 đoàn kiểm tra này thì sẽ tập trung kiểm tra từ ngày 5 tháng 11. Rồi thì các đoàn kiểm tra thì là đề nghị thực hiện những kiểm tra, một là công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai các biện pháp thành phố. Trong văn bản chúng tôi đều lồng ghép, thứ nhất là phải thực hiện cái phun khử khuẩn trước 24 giờ khi mà tổ chức các cái sự kiện. Thứ hai là bắt buộc phải đeo khẩu trang và theo dõi các cái người dân đến tham quan các cái sự kiện này. Bên cạnh kiểm tra, xử lý các trường hợp, đơn vị không thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra công tác tổ chức cách ly tập trung, nhất là với các trường hợp nhập cảnh, kiên quyết không để xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.